Chị Nguyễn Thị Toan ở thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới là hộ nghèo. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi dạy hai người con và sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Chia sẻ với khó khăn của chị, năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả cấp trong tỉnh và chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình chị gần 150 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm cho chị có thêm thu nhập, vượt qua khó khăn để vươn lên thoát nghèo. Nhờ sự giúp đỡ của ban mặt trận đã cho vốn để mẹ con tôi làm được cái nhà, phải có thêm vốn để làm ăn. Cũng cảm ơn ban mặt trận đã giúp đỡ cho mẹ con tôi. Xã Đức Ninh tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn để kịp thời đề xuất với chính quyền các cấp giải quyết. Thời gian qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả cấp trong tỉnh đã tích cực phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến tài sản hàng trăm ngàn ngày công và trên 90 tỷ đồng tiền mặt để góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng mới và duy trì có hiệu quả 614 mô hình điểm, xây dựng 8 mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả cấp trong tỉnh cũng đã tăng cường kết nối những tấm lòng nhân ái hỗ trợ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn quỹ vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả cấp trong tỉnh đã hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế, xây mới và sửa chữa gần 1.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban Mặt trận cả cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội với trên 190 tỷ đồng. Đặc biệt trong thời gian xảy ra thiên tai và dịch COVID-19, Mặt trận đã kịp thời phát động, vận động các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ để chung sức cùng với chính quyền vượt qua những khó khăn. Trong năm thì Ban Thanh tra Nhân dân, Ban đã giám sát 75 cuộc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 45 công trình, đã đưa lại cái hiệu quả thiết thực, do đó là góp phần đưa cái huyện Quảng Trạch đến nay đã hoàn thành 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cả cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên hướng về cơ sở, chủ động đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, ứng dụng công nghệ thông tin, Zalo kết nối người dân nhằm nâng cao nhận thức của bà con trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Thực hiện trên 5.500 cuộc giám sát liên quan đến đời sống dư luận và nhân dân quan tâm. Qua đó đã tập hợp xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay thì trong quá trình đổi mới hội nhập, nhiều vấn đề mới đặt ra. Ảnh hưởng của mặt trái tác động đến tư tưởng, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thực tiễn đó đòi hỏi mặt trận với sứ mệnh là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, về tư tưởng và hành động, nhận biết, tôn trọng tính đa dạng và sự khác biệt trong thành phần xã hội để làm sao có cái tiếng nói chung, đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận cao trong xã hội, tổ chức đóng góp ý kiến vào các chương trình của trung ương, địa phương, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động sức mạnh và trí tuệ của toàn dân, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần đắc lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mặt trận các cấp trong thời gian tới. Trước hết thì cần phải đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, rồi vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong nhân dân, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, tập hợp xây dựng sự gắn kết cộng đồng
và góp phần làm cho cái tư tưởng đại đoàn kết thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, tạo cái động lực để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Trải qua 92 năm xây dựng và phát triển, qua mỗi chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ vai trò tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã và đang là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.